Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay thì Thắng sẽ được trở lại quý khán giả trong chương trình bình luận tin tức liên quan đến tình hình của Ukraine với tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Dạ, xin chào tiến sĩ Quân ạ. Vâng, xin chào quý khán thính giả của đài SBTN và xin chào anh Toàn Thắng. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, thì để tiết kiệm thời gian thì bây giờ thì Thắng sẽ không đi vào cái phần cập nhật tin tức liên quan đến tình hình của Ukraine. Nói thẳng ra trong những ngày vừa qua thì tình hình của Ukraine tương đối có lắng động, có một vài nơi vẫn có những cuộc chiến nó xảy ra, nhưng mà có lẽ là trong cái phần bình luận này thì tiến sĩ Đinh Xuân Quân sẽ đi qua tất cả những cái vấn đề đó. Thì một trong những vấn đề đầu tiên xin được ngày hôm nay, kính thưa quý vị, là ngày thứ hai, 1 tháng 8 2022, bước qua tháng thứ 6 của cuộc chiến của Ukraine và Nga, thì ngày hôm nay chiếc tàu đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine đã được xuất cảng và rời khỏi cái biển Hắc Hải để mà đi về phía Lebanon. Thì thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, như vậy thì có nghĩa là sự trao đổi có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay, Nga được quyền xuất cảng phân bón và lúa mì, đổi lại là để cho Ukraine xuất cảng ngũ cốc của mình ra ngoài. Vâng, quý vị biết đó, là từ khi có cuộc chiến tại Ukraine đó, thì là giá cả nông phẩm trên thế giới đều tăng. Dạ. Và việc đó nó ảnh hưởng tới vấn đề rất là chính trị, rất là lớn. Và Liên Hợp Quốc và các nước đều thấy nguy cơ là có thể nhiều nước chậm tiến tại Phi Châu hay là tại Trung Đông sẽ bị đói. Yeah. Vì vấn đề mà giá cả lúa mì tăng, giá cả nông phẩm tăng. Yeah. Nhưng mà quý vị biết đó, cái đầu tiên biết đó, là ngược lại, các nước là Tây Phương đều nói anh là gian, là Nga là gian. Tại sao anh nói như vậy nhưng mà anh tăng giá nông phẩm lên, rồi anh nói anh đổ cho đó là vì vấn đề gọi là trừng phạt của Tây Phương. Yeah. Cho Âu Châu. Quý vị biết trong cái vấn đề trừng phạt đó, không có chỗ nào trừng phạt Nga xuất khẩu nông phẩm. Tức là không có cái đó, không có đó. Cái chuyện đó. Yeah. Nhưng mà ông Lavrov là ngoại trưởng của Nga đi tất cả các nước Âu Phi Châu và Á Châu là đều nói là vì tại sao nông phẩm lên là tại vì nghĩa là chúng tôi bị trừng phạt. Nhưng mà cái đó các nước Tây Phương đều họ ngược lại, họ nói đó là dối trá, nói dối là tại vì trong cái vấn đề mà gọi là trừng phạt Nga không có chỗ nào cấm xuất khẩu nông phẩm hết. À, đó. Dạ. Thì bây giờ đó là Nga là họ đổ cái đó. Vì giá cả, tại sao giá cả lên? Một bên đó, thì Tây Phương họ nói là anh tích trữ rồi anh tăng giá lên, rồi tự nhiên anh nói là vì cái đó là giá cả lên. Đầu cơ. Đó. Quý vị thấy cái chuyện đó là cả một cái vấn đề đó. Dạ. Nhưng mà vì vậy đó, Liên Hợp Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước ngồi lại, nghĩa là phải mất rất là nhiều thời giờ thì mới có được cái chuyện mà bây giờ Ukraine có thể xuất khẩu được, nghĩa là lúa mì, các cái nông phẩm. Yeah. Mà chỉ họ ký trong có một thời gian mấy tháng thôi chứ không có lâu đâu. Yeah. Là thành ra ở đây đó thì quý vị khán thính giả phải thấy là trong cái cuộc này mặc dù là có mở phần nào về vấn đề nông phẩm nhưng mà tôi vẫn chưa biết là nó có sang xuôi hay không. Hôm nay là ngày đầu tiên, là chuyến tàu đầu tiên được đi Lebanon. Dạ. Cái chuyện, nhưng mà lẽ dĩ nhiên là chuyến tàu này sẽ được là các vệ tinh và các máy bay không người lái và sẽ được phải sẽ ghé Istanbul để kiểm tra. Yeah. Trước khi đi Lebanon. Yeah. Tại vì họ sợ đó, một bên đó, họ sợ là nếu mà lẽ nhiên là nếu mà đi được xuất khẩu được thì là phải gỡ mìn họ đặt ở dưới mặt biển đó. Yeah. Thì lỡ mà quá thì hải quân Nga họ tiến vào họ đánh Ukraine thì sao? Yeah. Thì ở đây đó phải có là quốc tế là theo dõi và kiểm soát. Yeah. Cái thứ hai nữa là họ sợ là khi mà xuất cảng, nghĩa là lúa mì hay xuất cảng nông phẩm xong mang khí giới vào thì sao? Đó, đó, rồi, đó là
hai bên đều nghi nhau hết. Và vì vậy hôm nay là ngày đầu tiên mà có thể nói là Ukraine á, có thể xuất khẩu lúa mì được. Yeah. Đó là một. Cái thứ hai quý vị biết là Ukraine á, là một trong vài nước xuất khẩu nông phẩm rất là lớn. Nếu mà họ xuất khẩu được đó, thì là mỗi năm nó mang lại cho họ 10 tỷ đô la. Wow. 10 tỷ yeah. đô la. Thành ra do đó là cái việc xuất khẩu của nghĩa là ngũ cốc đó cũng là rất là quan trọng đối với kinh tế của Nga. Yeah. À của Ukraine, tôi xin lỗi. Yeah. Đối với kinh tế của Ukraine. Mà quý vị biết là một trong những cái mà gọi là mục tiêu của Nga đó, khi họ đánh vào Ukraine đó, là họ phá tất cả hạ tầng cơ sở về nhà máy, về nghĩa là sản xuất. Nhưng mà không những vậy mà họ còn giết luôn, nghĩa là cho giết hay là bắn hỏa tiễn vào giết một ông đại gia của gọi là Ukraine. Yeah. Ông này đó là chuyên môn về xuất khẩu lúa mì. Yeah. Ông Oleksiy đó. Yeah. Và đặc quốc Stiky đó, thì đây là một trong những là người xuất khẩu lớn nhất. Yeah. Lúa mì ngũ cốc của Ukraine. Yeah. Là thế giới. Mà khi họ giết những cái người mà có tài như vậy đó, thì nghĩa là muốn làm lập lại cái gọi là cái chuỗi mà cung cấp xuất khẩu là đòi mất rất là nhiều thời gian. Dạ vâng. Đó là cái chuyện quan trọng trong cái mấy cái ngày gần đây. Dạ vâng. Một trong cái chuyện rất là quan trọng là ngày hôm Chủ nhật, kính thưa giả, đó là vâng. ngày gọi là ngày hải quân vâng. của Nga. Thì có một điều rất đặc biệt đó là thứ nhất là trong cái ngày này thì ông Putin ông đã tuyên bố rằng là Hoa Kỳ bây giờ là đối thủ chính của Nga. Đó là nhất. Chuyện thứ hai, chúng ta biết là cách đây vài tháng thì ông cựu tổng thống của Nga đó là ông Medvedev á, Medvedev. Dạ. Ông nói rằng là bất cứ hành động nào mà xâm phạm đến Crimea thì sẽ bị Nga trả đũa rất là nặng nề, bởi vì đó là lãnh thổ của Nga. Thế thì ngày hôm qua, kính thưa giả, cũng là ngày Chủ nhật, thì một cái điều rất đặc biệt là trụ sở của hạm đội hắc hải của Nga là bị tấn công bằng máy bay không người lái. Thì khi bị tấn công như vậy, chỉ không ai chết nhưng có bị thương. Và Nga này nói rằng là chính ở bên Ukraine là cái nơi mà đã phát xuất ra cái máy bay không người lái này và cho nổ tại cái trụ sở hạm đội hắc hải. Mà trụ sở hạm đội hắc hải này ở đâu? Ở Crimea. Dạ. Dạ, xin mời được tiến sĩ. Chỗ này đó quý vị thấy là rõ ràng đó. Là Ukraine đó, đúng vào cái ngày của hải quân Nga thì Ukraine đánh thẳng vào nghĩa là bộ tham mưu hải quân của Nga tại Crimea. Yeah. Đó là một cái đòn chính trị rất là lớn. Yeah. Và nó hồi trước tới giờ thì quý vị bao giờ cũng nghe nghĩa là ông hồi xưa là tổng thống Medvedev và sau đây là ở trong nghĩa là nội an của Nga đó, nói là nếu mà đánh vào Crimea thì cũng như là đánh vào Nga và chúng tôi sẽ có nghĩa là một cách là trả lời một cách là mạnh mẽ. Yeah. Nhưng mà tới đây chưa thấy gì cả. Không những vậy mà tất cả cuộc duyệt binh hay là gọi là ăn mừng ngày hôm qua ngày hải quân Nga tại Crimea đều bị bác bỏ. À đó, yeah. Thành ra Tổng thống Nga đó có ăn mừng đó là ăn mừng tại San Petersburg đó, chứ không phải là tại Crimea. Thì tất cả các cái là vấn đề nghĩa là duyệt binh hay là gì đó đã bị bỏ. Yeah. Đó là một cái đòn mà Nga bị khá mất mặt, khá yeah. mất mặt. Tại đừng có quên ở đây chúng ta đang có một cuộc tranh tài giữa David và Goliath. Và Goliath là Nga 10 lần, 20 lần của Ukraine mà vẫn đánh không xong. Yeah. Thì đó nó là một cái đòn tôi dùng ở chỗ này rất là kỹ là đòn chính trị. Yeah. Chứ không phải là đòn mà là quân sự lớn, nhưng mà đòn chính trị. Một nước nhỏ như vậy, anh nói anh giỏi thế mà nó đánh thẳng vào
là bộ tham mưu hải quân Nga, thì nghĩa là mặc dù như vậy thì nghĩa là mình hiểu là hai bên đều tranh tài hết. Mà ở đây đó thì mình phải nhớ là bây giờ ông tổng thống mà nghe là gọi là Putin có nói là nước Nga à nước Mỹ là kẻ thù chính đó. Là kẻ thù chính thì ai cũng biết rồi, thì ai đứng đằng sau, ai trợ cấp, ai giúp đỡ, ai viện trợ cho Ukraine để họ có thể đánh nhau với lại Nga được, có phải là Hoa Kỳ không? Thì bây giờ có tuyên bố hay không tuyên bố thì nó cũng vậy thôi. Thì ai cũng biết sự thực là như vậy. Sự thực là cái người mà đứng đằng sau ủng hộ cho vấn đề mà Ukraine có thể độc lập được, đánh chiến đấu cho độc lập được, lẽ dĩ nhiên là Hoa Kỳ, và nếu mà nói lớn hơn nữa là NATO và các nước Tây phương. Vâng, trả lại. Vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, thì đang xin mời quý vị theo dõi phần thông tin đối ngoại đài truyền hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát. Dạ vâng, vừa rồi là thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây sẽ được trở lại buổi nói chuyện với lại tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Vâng, trở lại cái vấn đề mà ông Putin ông tuyên bố Hoa Kỳ là kẻ thù chính bây giờ đó. Thì trong những ngày vừa qua chúng ta thấy tình hình chiến sự tương đối có vẻ hơi ổn định, không có những cuộc chiến nào phải nói thẳng là lớn giữa hai bên. Tuy nhiên có một điều đặc biệt đó là thành phố Kherson thì quân Nga đang bị bao vây. Và trong những ngày tới, tình trạng của quân Nga rất là bi đát nếu không có tiếp tế, bởi vì tất cả đường tiếp tế mà đến với quân Nga đó bây giờ đã bị cô lập. Thì theo nhận định của tiến sĩ Đinh Xuân Quân thì như thế nào? Vâng, quý vị biết đó, khi mà tình hình chiến sự không có gì đó thì không phải nó không có gì. Thật ra là như vậy, nghĩa là tất cả những cái gì mà các chuyên gia của Anh hay của Mỹ họ nghĩa là phân tích đó, là rất là đúng. Họ phân tích là sao? Họ nói là quân Nga hiện giờ tình trạng chiến sự thì quân Nga không đủ người, không đủ người để chiếm cả Ukraine. Và vì vậy đó, khi mà nghe thấy mà vùng Kherson, nghĩa là vùng Nam của Ukraine đó, bị bao vây đó, thì họ phải chuyển vũ khí và một số lính từ miền Đông về miền Nam. Kherson. Mà quý vị biết đó, tại sao người ta nói là Kherson bị bao vây? Kherson là nó nằm ngay cái chỗ đó là nhiều con sông với nhau, và khi họ bắn vào sập nhiều cái cầu đó thì quân đội Nga ở đó độ vài ngàn lính đó thì là bị bao vây, không có đường rút. Hay là khó mà đánh nhau, tại vì nếu mà đánh nhau thì phải có tiếp tế. Mà một cái mà tiếp tế từ phía miền Đông xuống là rất là xa. Không thì họ không những, đừng có quên đó, họ đi từ bên Nga đi qua bên vùng Crimea, rồi từ Crimea họ lên. Chứ không phải là chỉ có miền Đông qua đâu. Thì họ cũng đi như vậy. Nhưng mà quý vị biết đó, tới bây giờ đó, Nga nghĩa là rất là bực tức vì Hoa Kỳ đã viện trợ những cái HIMARS cho Ukraine. Tại sao? Tại vì họ đứng ở xa, họ bắn vào, thì vì vậy đó tất cả con đường tiếp tế của Nga qua đường dây xe lửa, qua các cái nghĩa là xe hơi đó mà đi qua để vào Kherson đó đều bị bắn sập hết. Họ vừa rồi đó, mới đây đó, họ bắn một lúc nghĩa là 40 cái xe toa xe lửa của quân đội Nga là nổ hết, nghĩa là trong đó là họ chở vũ khí và đạn dược. Mà nếu mà họ đánh vũ khí và đạn dược mà thì không có thì làm sao mà bắn? Thì vấn đề mà nói là tại sao ở vùng Đông nó yên một phần nào đó là tại vì họ cũng dùng HIMARS, họ bắn vào các 40-50 cái trung tâm đạn của Nga đó. Do đó Nga không còn đạn để bắn vào các đề pháo vào các cái vùng miền Đông. Thì bây giờ họ cũng làm cái chiến thuật đó, họ làm tại Kherson. Mà quý vị biết đó,
ở đây đã, nó đã có một cái tiền lệ rồi. Cái tiền lệ là sao? Quý vị nhớ là khi mà bắt đầu đánh nhau ở tháng 2 đó, 24 tháng 2 đó, thì Nga đã đánh cái đảo con rắn đó, Snake Island. Nó vào đó, đúng không? Dạ. Mà về sau đó vài tháng thì cũng là không được gì hết, nhưng mà sau khi mà quân đội Ukraine đã nhận được vũ khí HIMARS và những cái pháo mà đường xa đó, bắn xa đó, thì họ đã nã đạn vào cái đảo này và quân Nga phải rút khỏi cái đảo này. Yeah. Thì bây giờ đó, người ta tự hỏi có phải cái chiến thuật này là cái chiến thuật mà quân đội Ukraine đang sử dụng đối với vùng Kherson không? Ừ. Đó, nó là cái đó, đó là một. Cái thứ hai nữa, quý vị biết là trong cái là mình người Việt Nam mình coi Tam Quốc rất là nhiều. Rút đi nói là tôi sẽ đánh cho nó, thì anh tới anh cứu thì lúc đó tôi sẽ đánh những cái quân mà cứu anh đó. Yeah. Tới cứu đó là tôi sẽ đánh ở đó. Nhưng mà ở đây đó mình phải hiểu người Ukraine. Họ phải chứng minh hiện giờ họ mới có 12 cái HIMARS mà Hoa Kỳ đã hứa cho thêm 4 cái nữa. Dạ. Thì đâu có bao nhiêu rồi, tất cả có 16 cái rồi, cộng mấy cái HIMARS của Anh hay là của Đức nữa thì may ra là được 22 cái, nhưng mà vài cái Caesar của Pháp nữa. Vâng, nhưng mà mình đừng có quên đó, là từ đầu Ukraine xuống Ukraine cả ngàn cái số thì cũng xa lắm chứ đâu phải không? Do đó đó mới có mấy chục cái đó mà họ đánh mà Nga đã xiềng liệng rồi. Yeah. Thì bây giờ nhưng mà họ phải chứng minh là họ sử dụng những cái vũ khí đó một cách rất là tốt. Yeah. Và họ cho thấy, quý vị thấy không, họ bắn mấy cái cầu là nó rất là trúng y nguyên, chính xác, rất không rất sập mà lỗ đúng lỗ thôi, đúng. Yeah. Mà vì vậy đó mà quân Nga đâu có tiếp tế được, đi qua đó là sụp, đúng. Yeah, không đúng, đâu có dám đi, tại vì đi trên cầu mà đi xe tăng nó là nặng mấy chục tấn thì đâu. Yeah, dám đi. Yeah. Mà không đi được đó thì là kẹt, thì chở xe lửa tới thì họ đằng sau họ bắn. Thì trong tuần rồi đó thì nghĩa là họ bắn một lúc là 40 toa mà bao nhiêu đạn dược, bao nhiêu xe, là bao nhiêu người chết vì vấn đề tiếp tế. Thì cái chiến thuật của Ukraine đó là họ sử dụng những cái HIMARS để đánh vào những cái chỗ chứa đạn hay là chứa xe hơi, những là tiếp vận của Nga đều bị phá hết. Do đó đó, cuộc chiến này người ta càng ngày càng nói thêm là càng ngày không thấy quân đội Nga không đủ người mà làm sao mà đánh nhau với Ukraine được. Thì đây đó mình thấy là, nhưng mà Ukraine đó, làm sao phải đánh lẹ để cho các nước Tây Phương tiếp tục, tôi dùng cái chữ tiếp tục, để giúp Ukraine. Tại sao ở chỗ này? Quý vị biết là mấy ngày gần đây đó là Nga đã cắt vấn đề khí đốt cho Đức và cho một số nước khác như là Bulgaria, như cái gì đó thì còn có 20% thôi. Yeah. Đằng nào họ cũng biết là đây tới cuối năm thể nào Đức cũng phải nghĩa là chấm dứt cái chuyện đó, nhưng mà phải vấn đề thay thế ở đâu? Thì quý vị biết là các nước Âu Châu đã ký với Azerbaijan, và những cái nước hồi xưa tới giờ là của Liên Xô là Kazakhstan đã cố gắng gửi dầu khí qua Azerbaijan để xuất khẩu qua Âu Châu. Yeah. Qua ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ở đây đó nó là một cái mà gọi là ít người để ý. Quý vị biết là Kazakhstan nó còn lớn hơn Ukraine mấy lần. Vậy đó. Vâng. Mà Kazakhstan đó là một cái xứ ít người, có mấy triệu người. À. Mà trong đó đó nhiều khi là có một số người Nga họ tới đó trong cái thời kỳ Liên Xô, họ tới họ ở đó. Và Kazakhstan dần dần rút lui ra, không có mặn nồng lắm với đối Nga. Với ông Putin. Yeah. Đó, ông tổng thống đó là thì họ cũng là độc tài hết chứ không phải là gì, nhưng. Yeah. Mà dù muốn dù không họ xa lánh ông Putin một phần, vì họ sợ ông Putin đó lấy cớ là có người Nga tại Kazakhstan, do đó là có thể nghĩa là lấn vào Kazakhstan. Yeah. Đó, ở chỗ đó đó.
mà quý vị biết là Kazakhstan rất là lớn mà nằm sát Nga nữa. Yeah. Ngân sát còn nhiều hơn là Ukraine nữa, do đó là Kazakhstan sợ lắm. Yeah. Chứ không phải là không, và vì thế mà mình thấy là cái vấn đề mà gọi là về chính trị đó, các nước Trung Á, mình gọi là Trung Central, Asia. Central Asia, Trung Á đó, là họ một là vơ vén với lại Trung Quốc, hai là đi với lại châu Âu, tại vì châu Âu thì cũng xa nhưng mà họ cũng vẫn có thể bán được dầu khí cho châu Âu được. Đó, do đó đó mình thấy từ khi có cuộc chiến tại Ukraine và Nga đó, tất cả thế giới đều thay đổi. Tất cả nghĩa là những cái mà gọi là ràng bó trước đây của các nước Trung Á và các nước là các nước ở bên Á Châu đó đều phải thay đổi, rất là nhiều cuộc thay đổi. Và mình thấy là nếu mà không có cuộc chiến ở Ukraine đó, thì Tây phương NATO bây giờ NATO lại còn mạnh hơn nữa, tại vì có thể được thêm Thụy Điển và Phần Lan nữa. Vì sao? Vì họ sợ ông Tổng thống Putin, nghĩa là dùng sức mạnh lấn áp các nước nhỏ. Thì đây đó, nó là một cuộc chiến. Mình nói về chiến, hôm nay mình nói về cuộc chiến tại Ukraine và Nga, nhưng mà thật ra nó dính vào cả thế giới. Và quý vị thấy là hình dung của các nước là Trung Á đã dần dần thay. Vấn đề tình hình chính trị đó, nó bắt đầu thay. Và các nước mà gọi là hồi xưa là thân Nga đó, là bây giờ bắt đầu bắt tay với lại các nước Âu Châu rất là nhiều. Vì vậy đó, quý vị biết là bà Chủ tịch Âu Châu đã ký một cái thỏa ước rất là lớn về dầu khí đối với Azerbaijan, và qua Azerbaijan có Kazakhstan nữa. Yeah. Thì đó nó là những cái thay đổi rất là lớn. Và yeah, quý vị nhớ thế, không phải là chỉ có Nga và Ukraine, nhưng mà cái sự kháng cự của Ukraine nó làm cho cả thế giới, nhất là thế giới hồi xưa là thân Nga đó, thay đổi rất là nhiều. Yeah, vâng. Thay đổi cái nhìn, chỉ có Việt Nam là chưa thôi nha. Vâng. Cộng sản Việt Nam là chưa đó. Hôm nào chúng ta sẽ nói về Việt Nam. Sẽ nói về Việt Nam. Không, thứ tư chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề là tại sao Việt Nam tới giờ vẫn còn ôm chân Nga, trong khi Nga bây giờ là coi như là không còn một cái gì trên thế giới nữa. Kính thưa ông giả, rất tiếc về thời gian không có nhiều, cho một lần nữa Tường Thắng xin cảm ơn ông, tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Xin cảm ơn quý nhà của SPTN. Chúng tôi sẽ trở lại vào ngày thứ tư này.